parents and all the guests who are present here. Ngoài cái việc mà con người của chúng ta tìm cái loa đấy. And besides we seeking for the speaker. Chúng ta còn tìm kiếm rất nhiều thứ khác trong cuộc đời của mình. We also seek for many things or look for many things in our life. Các con nhỏ thì bây giờ mới biết tìm kiếm đồ ăn và đồ chơi thôi. The young children now they only know to find to look for the food or the toys. Và lớn hơn tí nữa thì các con sẽ tìm kiếm bạn bè, tìm kiếm kiến thức. And when they grow up more, they will try to look for the knowledge or their friends. Lớn hơn nữa thì các con sẽ tìm gì ạ? Người yêu. Là các con sẽ tìm tình yêu lại. When they grow up more, then they first they will look for their love for their husband and wife. Còn những người khác thì họ sẽ tìm kiếm của cải, vật chất. And other people, they will look for treasures, possessions. Người thì tìm kiếm địa vị. And some people look for they seek for the positions in life. Người thì tìm kiếm danh vọng trong mình. And some look for reputations in their life. Người thì sẽ tìm kiếm các cái mối quan hệ để có thể mở rộng cái cơ hội làm ăn của họ. And some look for some relationships so that they can expand their business. Mà hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đến với một nhân vật ở trong Kinh Thánh mà Kinh Thánh đã ghi lại để chúng ta cùng tìm xem là ông quyết định tìm kiếm cái điều gì trong cuộc đời mình và sự tìm kiếm ấy ảnh hưởng đến cái cuộc đời của ông ra sao. But today we will look for one character in the Bible to see that what did he look for in his life and what results did it bring to his life. Đó là Ozia. That's King Ozia. Trong Sử Ký nhì đoạn 26 kể lại rằng khi vua cha tên là Amasia qua đời thì cả dân Giuđa bèn lập Ozia lên làm vua. In 2 Chronicles 26 said that when the father of him, King Amasias, he dies and all the Judah's people they put King Ozias to be king to replace his father. Chúng ta biết là lúc đó Ozia lên làm vua ông được mấy chục tuổi được không ạ? Do you know what age when he became king? Ai trong chúng ta biết là Ozia khi đó lên làm vua được bao nhiêu tuổi? Ozia lúc đó lên làm vua khi mới 16 tuổi. 16 tuổi là tuổi vô cùng là trẻ. It was a very young age. Trong phòng này của chúng ta có ai 16 tuổi không ạ? Who is 16 years old in this room? Có cô chú anh chị nào 16 tuổi không ạ? Có cô Hà nó lại qua 16 tuổi. Thế là 16 tuổi trong tâm hồn thôi. Cô Hà lên 36 tuổi. Rất nhiều rồi. Dạ. Có một người trong phòng của chúng ta gần sang năm sẽ 16 tuổi, đó là cháu Bình. We have one young man in our room. Next year he will become 16. Đúng không? Ozia hơn cháu mình có một tuổi, cảm ơn cháu. Và chúng ta được xem một con người cực kỳ trẻ tuổi như vậy, mới 16 tuổi, với năm cả độ tuổi thiếu niên nhưng đã được làm vua. We imagine that he was a very young man, just in the teenager's age, but then he became king. Và khi mà Ozia lên làm vua vào năm 16 tuổi đó, mới 16 tuổi thôi nhưng ông đã sở hữu trong tay của mình tất cả mọi điều mà con người mơ ước. So we know that he was only 16 years old, but he already possessed a lot of things that people around him dreams to have. Theo chúng ta thì một vị vua, một người khi làm vua thì ông sẽ sở hữu được những cái gì ạ? So according to your knowledge of when someone is a king, that what did they possess, what did they have? Rất nhiều vàng bạc, rất nhiều châu báu. They have a lot of precious gold, sở hữu quân đội. Silvers and also he has a big army, he has palace, ông sở hữu danh tiếng. And he also has reputations. Và vị trí của ông ngồi đó là vị trí của biết bao nhiêu con người mơ ước. And the position that he sat on is the position that many people dream to. Nhưng năm 16 tuổi đó, Ozia đã sớm nhận ra rằng tất cả cái của cải, tiền bạc, danh tiếng và vàng bạc đó không phải là quý giá nhất. But at the age of 16, he already understands that reputations, positions, powers, even gold and silver and precious stones is not the most valuables in life. Mà điều quý giá nhất ông đang được sở hữu bây giờ đó chính là Đức Chúa Trời. But the most precious things that he had at that time is God himself, his God. Ông biết rằng cái của cải vật chất kia chỉ là mong manh, tạm bợ, chóng qua, không thay đổi được lòng người, không cứu được linh hồn. Chỉ có Đức Chúa Trời của ông mới là quý giá nhất. And he knows that those things just the temporary and it cannot transform. People cannot save life. Only his God is the most precious things in his life. Trong Sử Ký nhì đoạn 26 câu số 5 có nói về cái thái độ của Ozia
tìm kiếm Chúa trong lúc đó. Nhà cô vui chớ lên cho mọi người cùng xem. In 2 Chronicles 26 verse 5 tells about his attitude toward God at that time. Chúng ta thấy rằng là năm 16 tuổi, Kinh Thánh ghi lại rằng Hosea dốc lòng tìm kiếm Đức Chúa Trời. Và người tìm kiếm bao lâu thì Đức Chúa Trời khiến cho người gặp may mắn bấy lâu. Chúng ta có thể cùng nhau đọc cái câu Kinh Thánh này một lần không ạ? Xin mời chúng ta cùng nhau đọc nhé. 2, 3. Hosea dốc lòng tìm kiếm Đức Chúa Trời. Và người tìm kiếm bao lâu thì Đức Chúa Trời khiến cho người gặp may mắn bấy lâu. Nhiều vua khác khi mới lên ngôi thì họ sẽ lo củng cố cái địa vị, củng cố cái quyền lực của họ. We know that many kings, other kings, when they first became kings, they would try to reinforce their positions, their powers in the kingdom. Họ sẽ lo củng cố quân đội, họ sẽ lo củng cố các mối quan hệ với những người có quyền có chức để hầu giữ cho cái ngôi vị của họ được chắc chắn. Reinforce their, fortify their armies and their relationship with the other kings so that they will protect their position and their throne. Nhưng chúng ta thấy ở nơi đây, Hosea lại lo củng cố cái mối quan hệ của ông với Đức Chúa Trời. But here we see that also he tried to fortify his relationship with God himself. Chúng ta sẽ thấy đây là một cái điều rất là ngược đời phải không ạ? Tại vì khi một người bắt đầu lên làm vua, it's very ridiculous because when someone first became king, một người bắt đầu lên làm hiệu trưởng, lên làm giám đốc, lên làm quản lý, lên làm một cái chức vị gì đó, thì người đó sẽ lo làm sao để tập trung củng cố cái vị trí mà họ muốn làm. So when someone became the managers or become CEOs or even become the prime minister or any kind of positions, first of all they would try to fortify their positions. Nhưng Hosea lại lo củng cố cái mối quan hệ giữa ông với Chúa đầu tiên. But King Hosea, he tried to fortify his relationship with God first. Cái điều mà Hosea làm nó có vẻ rất là ngược đời, nhưng mà nó lại thuận với Chúa. We see that what he did seems reverse to opposite to what people do, but it's really right in God's eyes. Có phải đến năm 16 tuổi, Hosea mới dốc lòng, mới hạ quyết tâm bắt đầu tìm kiếm Chúa phải không? Không. When he was 16, then he started to set his heart to really seek for the Lord. Có phải năm 16 tuổi đó là mới là năm mà ông bắt đầu tin Chúa phải không? Was 16 years old was the age that he started to believe and love the Lord. Chúng ta thấy rằng là Hosea đã tin Chúa 15 năm trước đó rồi. Amen. He believed God. He had believed God for 15 years old. Nhưng đến năm 16 tuổi ông mới chính thức bắt đầu tìm kiếm Chúa. But only when he was 16 then he officially started to really seek for the Lord. Nên chúng ta thấy là cái việc một người tin Chúa là một chuyện, nhưng mà người ta có quyết định tìm kiếm Chúa, có thấy Chúa là quý trọng trong cuộc đời của mình hay không, lại là một chuyện. So we know that believing is one thing, but to really love him and seek for him and see that he is really precious in our life is the other thing. Người ta sẽ tìm kiếm, người ta sẽ đeo đuổi, người ta sẽ mơ ước về cái điều mà người ta nhận ra người ta cho là quý giá. So the things that people consider is precious to them, they will seek for that, they will pursue that, they will look for it. Nếu sáng ngày hôm nay tôi nói với quý phụ huynh và ông bà chị em rằng là tôi có để một cái cọng rác đâu đó ở trong các hộp này thì có ai cho chúng ta thiết tha để tìm không ạ? This morning, no. I told the parents that if I only put some garbage in some small box, do you try to look for it? Nhưng khi tôi nói rằng có một cái là mang thương hiệu như thế, có giá trị như thế, thì tôi thấy là tất cả chúng ta đều muốn sở hữu nó. Đây là luật. Khi chúng ta yêu mến điều gì đó, khi chúng ta quý trọng điều gì đó, thì chúng ta sẽ đầu tư cuộc đời của mình để đeo đuổi, để tìm kiếm, hầu cho có được nó trong cuộc đời của mình. So that's the principles in life, that when we really love some things and consider it precious in our life, we'll invest our whole life to seek for it and try to get it in our life. Khi Hosea quyết định hạ lòng tìm kiếm Chúa, đeo đuổi Chúa, yêu mến Chúa, quý trọng Chúa, thì cái quyết định đó có ông có phải là vô ích không ạ? So when Moses loves the Lord and decides to set his heart to pursue him, submit him, follow him, is that decision good? Chúng ta thấy lời của Đức Chúa Trời ghi lại, cái quyết định tìm kiếm Chúa của Hosea không phải là vô ích, bởi vì Đức Chúa Trời có quyết định rằng là và người tìm kiếm bao lâu thì Đức Chúa Trời khiến cho người đạt may mắn bấy lâu. This is that his decision to seek for the Lord is not useless.
Because the Bible says that as long as he seek for the Lord bless him and give him success. Ông tìm kiếm Chúa một năm, ông được may mắn một năm. Ông tìm kiếm Chúa hai năm, ông được may mắn hai năm. Then he will be blessed and have success in 1 year. Then he serve for the Lord 2 years, then he will have success for 2 years. Ông tìm kiếm Chúa 5 năm, ông được may mắn 5 năm. And if he serve for the Lord 5 years, then he. Và nếu ông tìm kiếm Chúa 10 năm, thì ông được may mắn bao nhiêu lâu ạ? And if he serve the Lord for 10 years, how long will he be successful? Nếu ông xưa quyết định dừng tìm kiếm Chúa, không còn kính trọng Chúa nữa, thì may mắn phước hạnh của Chúa còn ở cuộc đời của ông không? If he decided to stop seek for the Lord, will the success and blessings still be with him? Of course not. Chúng ta thấy nếu chúng ta đọc ở trong Sử Ký Nhì đoạn 26 này, những câu tiếp theo đấy, thì chúng ta sẽ thấy rằng là khi Đức Chúa Trời thấy một cái tấm lòng một con người quý trọng Chúa, yêu mến Chúa, đeo đuổi Chúa, tìm kiếm Ngài như vậy, thì Ngài sẽ quyết định ban phước cho. We see in the Bible that when someone that they said they has to really love him, seek for him and treasure him, he decided to bless them. Ngay những câu tiếp theo trong Kinh Thánh đoạn 26 này cho chúng ta thấy rằng là Đức Chúa Trời quyết định ban phước cho Ô-xia, đó là Chúa khiến cho ông thắng hơn những cái đạo binh rất là hùng mạnh, hung dữ, thiện chiến, đó là đạo quân của Philippines, đạo quân của Ả Rập, đạo quân của người Ma-ôn, và thậm chí cả Am-ôn cũng phải cống nạp cho vua. Because we see that in the next verses in this chapter said that the Lord really blessed him and caused his armies to have victory over the very strong, almighty, the other mighty armies like the Arab, the Ammonite, and the Philistines. Chúng ta cũng muốn cuộc đời của mình sẽ chiến thắng những cái kẻ thù ghê gớm đối diện với chúng ta không ạ? Do we want to have victories over our enemies in our life? Và Đức Chúa Trời cũng ban cho ông có một đội quân rất thiện chiến hơn 300.000 người. And God also gave him a very very mighty and strong and good armies with 300,000 people. Trong phòng của chúng ta tại đây, nếu mà đếm sơ sơ ví dụ là khoảng 50 người nhé, thì cái đội quân của Ô-xia này gấp 6.000 lần chúng ta tại đây. So, like, for example, in our room, then we have about 50 people, then his army is about 60,000 times above us. Bởi vì Ô-xia thà lòng tìm kiếm Chúa nên Chúa ban cho ông được may mắn, trở nên rất khôn ngoan. Ông phát triển những cái, ông có cái sự khôn ngoan để tổ chức về quân đội, chế tạo tên bắn đá, bắn tên, rồi là phát triển cái hệ thống canh nông rất là phỉ nhiêu. And because he sought for the Lord, so God gave him wisdom to really grow and manage his army and also help to develop the agriculture in his country. Vì ông quyết định tìm kiếm Chúa nên Chúa đã ban phước cho ông may mắn đến nỗi phước hạnh đổ xuống trên cuộc đời của ông, làm cho danh tiếng của ông vang đến tận cõi Ai Cập. And we know that because he sought for the Lord, so the Lord blessed him so much so that his reputation went up to Egypt. Chúng ta thấy không? Làm sao một người trai trẻ như thế này có thể làm nên những việc lớn lao lạ lùng như vậy? We can see that how could a young người này là cái tuổi thực sự là còn rất là non nớt. Because this is a very young age. Nhưng vì Chúa thấy cái tấm lòng của ông yêu mến Chúa, quý trọng Chúa, đeo đuổi Ngài, nên Chúa quyết định chúc phước cho cuộc đời. But because God see his heart that he will love him, pursue him, so that's why God decided to bless him. Vua cha là David cũng hiểu được tầm quan trọng của việc không phải chỉ là tin Ngài, nhưng mà cần phải tìm kiếm Chúa. Nên trước khi qua đời, vua David có để lại một lời di chúc cho người con trai của mình là Salomon. So another king who also understand that not just believe in God, but you really have to love him and seek for him. So that's why before it's King David's example, before he dies, he told his son Solomon. David nói với Salomon như vậy: còn ngươi là Salomon con ta, hãy nhận biết Đức Chúa Trời của cha, hết lòng vui ý mà phục sự Ngài, vì Đức Giê-hô-va dò xét tấm lòng và phân biệt các ý tưởng. Nếu con tìm kiếm Ngài, Ngài sẽ cho con gặp. Nhưng nếu con lìa bỏ Ngài, ắt Ngài sẽ từ bỏ con đời đời. See that the David told his son that you have to acknowledge your God, and if you, as long as you seek him, he will let him see him, face him, and he will also bless for life. Không tìm kiếm Chúa vẫn là vua đấy. Like, even though you don't seek the Lord, you still can be a king. Không tìm kiếm Chúa vẫn làm hiệu trưởng, vẫn làm giám đốc, vẫn dạy đàn, vẫn làm quản lý, vẫn làm phiên dịch được. If you
you don't sing for the Lord, you still can be the prince of the school, still teach the children, teach the music, you still can be CEO of company, or still can be the translator. Những phước hạnh của Chúa sẽ liền bỏ qua mình. But God's blessing will really leave that, leave that people. Không tìm kiếm Chúa bằng cách vẫn còn đấy, bằng khen vẫn còn, huy chương vẫn treo đầy nhà. If you don't seek for the Lord, even though you still have certifications at home, a lot of certificates and even a lot of medals, you still hang in the house. Nhưng chỉ còn những thứ đó chỉ còn là lại với một cuộc đời trống rỗng và vô nghĩa mà thôi. But those things just stay with a very empty life. Ở nước Ba Tư có một anh chàng tên là Ali. In Persia's country, there was a man named Ali. Ali sở hữu một cái trang trại cuối cùng là rộng lớn, đầy rẫy hoa thơm cỏ ngọt. And he had a really large farm with a very fertile crop. Những dòng suối dài chảy róc rách trong khu trang trại của anh. And a lot of streams, springs that in his farm as well. Tất cả những gì mà cái nhu cầu thường ngày mà cần có ở tại nơi đó thì anh được có. All his daily needs that he has in his farm. Và Ali này rất là thỏa lòng về cái trang trại tuyệt đẹp và rộng lớn. And Ali was really content with his very large farm. Nhưng một ngày kia thì ông người đến và nói chuyện với anh Ali như vậy. Ali ơi, anh có biết không, ở trên thế giới này có một viên kim cương rất to và quý. Và khi anh nhìn vào đó thì anh sẽ thấy ánh sáng đó nó mê hoặc lòng của anh. But one day there one person came to him and told him that Ali, Ali, you know that there's a very precious and beautiful diamond that if you look at its light, you will be attracted to that. Và chỉ một viên kim cương đó thôi, không chỉ mua được một trang trại của anh đâu mà mua được rất nhiều trang trại của anh. And only with one of that one diamond, it not just only can buy one of your farm, but more, many more of your farm. Nhờ viên kim cương đó sẽ đưa anh lên một vị trí rất là cao trọng. Nhờ viên kim cương đó nhiều người phải quý mừng và ngưỡng mộ. And by that diamonds up, people will put you, lift you up in a very high position, they will honor you, respect you. Kể từ khi anh Ali này nghe về viên kim cương đó, anh trở nên một người không còn thỏa lòng với những gì mình có. Since he heard about that diamonds, he was not content with his friends anymore. Đến ngày ấy chỉ mơ ước làm sao mình có thể có được viên kim cương mê hoặc đó. And day and night he just dreamed to have that attractive diamond. Và đến một ngày kia thì anh sẽ quyết định bán, anh quyết định bán hết tất cả một cái trang trại rộng lớn của anh. So one day he decided to really sell his farm. Anh thu gọn tất cả mọi của cải và anh khăn gói gọn bước lên đường để đi tìm viên kim cương. And then he set up the jewelers to really look for that diamond. Và Ali lang bạt khắp mọi nơi, lang bạt đến Ai Cập, qua Pakistan, khắp mọi nơi để mong ước rằng cuộc đời của anh sẽ sở hữu được viên kim cương kia. And he traveled many other places to Egypt, to Pakistan, to really dream that he will have that diamond. Và chúng ta biết không, anh cứ lang bạt khắp mọi nơi như vậy, và bao nhiêu của cải tiền bạc do anh bán được cái trang trại đấy, anh tiêu phí hết. And because he traveled a lot, and so all of this, his money that was empty. Và người ta ghi lại rằng là anh đã chết ở trong đói nghèo, tội nghiệp ở trên đường đi. And people said that then he dies in poverty and in very shame. Một ngày kia khi cái người chủ trang trại mà mua lại cái người mà mua lại cái trang trại của anh ấy thì dẫn lạc đà của mình đi ra suối nước. And one day the person who bought his farm, he took his camel to the stream. Và chồng người này nhìn thấy cái được cái thấy cái gì đó lấp lánh ở trong cái suối của mình. And then he saw something twinkles in the stream water. Và khi anh đi tới gần đó thì phát hiện ra cái ánh sáng lấp lánh đó là ánh sáng của những viên kim cương. And when he got close to that water stream, he found out that it's the bright the light of the diamonds. Và chúng ta biết không, cái trang trại mà người ta mua lại của anh ấy hiện nay được gọi là mỏ kim cương lớn nhất thế giới. And the farm that was used to be Alice, people said that actually it's the biggest diamond place in the world. My biggest mine in the world. Không biết là chúng ta có thấy tiếc nuối cho cuộc đời của Ali. Ali thì không. Pity for this man. Anh lang thang khắp mọi nơi
và anh chết ở trên đường đi. He mà không biết rằng cái điều mà anh đang sở hữu, cái điều mà anh đang muốn tìm kiếm, cái điều mà anh coi là quý giá đấy, nó lại nằm ở ngay trong đất của nhà anh. And he wandered all over the world and died there and didn't know that the diamonds that he really seek for is really just very close inside the land that he used to own. Nhiều người theo Chúa cũng vậy, họ cứ tưởng rằng là cái điều quý giá nhất, cái điều mà mình ao ước mong mỏi nhất nó ở ngoài đường ngoài kia. And many followers of God, we have the same thinking. We think that the precious things that we pursue is somewhere out there. Họ lao ra, họ đeo đuổi, họ tìm kiếm cho đến khi chết gục ở trên đường. They went out, they go out, pursue that until they die on the way. Họ quên rằng ở tại nơi đây họ có Đức Chúa Trời của mình. Ngài chính là mỏ kim cương, Ngài chính là điều quý giá nhất mà con người trên thế giới này có thể có được. And they forget that really close to their life is God. He is the most precious diamond mine that they have. Nào, khi chúng ta có được Chúa trong cuộc đời của mình, tức là chúng ta đang có cái điều quý giá, quan trọng, tuyệt vời nhất trong cuộc đời của chúng ta. So when we have God in our life, không có điều nào trên thế giới này, không có thứ kim cương nào có thể so sánh được bằng Đức Chúa Trời. And no diamonds in the world can compare to our God. Cũng biết là quý thầy cô, các bậc phụ huynh có mong muốn được nhìn thấy những con trẻ thơ này sau này nó lớn lên và cuộc đời của nó được đầy dẫy may mắn phước hạnh của Đức Chúa Trời không? Amen. Want to see that in the future your children grow with a lot of blessings and success in life from the Lord. Nhưng xin thưa với quý phụ huynh và thầy cô, phước hạnh đó không tự nhiên rớt từ trên trời xuống. Amen. Those blessings chúng vào đầu ai thì chúng come naturally or by accidents and can pull on some people by accident. Nhưng nó có luật của nó, đó là thế người tìm kiếm bao lâu thì Đức Chúa Trời khiến cho người tặng may mắn. But the blessings has its Amen. Principle. It's that when as long as someone seek for the Lord, then the blessings of God and the success will be with them. Nếu thực sự chúng ta không mong nhìn thấy con cái của mình trong những ngày tương lai sắp tới đây nó lang bạt ở ngoài đường mà nó được Đức Chúa Trời ban phước cho, thì xin Chúa giúp cho chúng ta cuộc đời của các quý thầy cô phụ huynh và chính mình tôi đây sẽ nhờ cậy Chúa, sẽ ao ước, sẽ đeo đuổi, sẽ hết lòng tìm kiếm Chúa. So if we don't want to see our children wander and die on the streets in the future, then we need to really depend on the Lord and ask Him to help me, you, our parents, our teachers to really seek for the Lord, pursue Him, and also help our children to do the same. Sao những con nhỏ này có thể hiểu được ý thức, hiểu được cái tầm quan trọng của việc phải tìm kiếm Chúa trong cuộc đời? How can our children understand and acknowledge the importance of pursue God in our life? Các con của chúng ta còn quá bé. They are still too young. Nó sẽ nhìn vào người cha, người mẹ. They will look at their father, their mothers. Năm tháng cuộc đời của chúng ta sẽ trôi qua rất nhanh. And our life will pass very quickly. Tôi nhớ là trước đây mới bằng em bé này thôi, ngồi đầu tiên này thôi, đúng không? Và tôi vẫn còn nhớ những ngày tháng đó tôi chơi cái gì, làm cái gì mà thắp một cái đã hơn 40 năm trôi qua. I still remember when it like, was about the same that as that young girls, and I still remember the toys I did play, but that just like a wrinkles of our eyes, and then now I was more than 40. Chắc không cần phải đến 40 năm đâu, chỉ cần 30 năm thôi thì cô Hoa trẻ trung ở tại nơi đây đã trở thành một bà lão. Of course, we don't need about 40 years, but 30 years that our teacher was here, she will become an old lady. Vậy thì chúng ta sẽ đi rất nhanh qua cái cuộc đời tầm này. Vậy thì chúng ta mong ước sẽ để lại gì cho con đường? We will pass this life very quickly, but the legacy that we will leave for our children, what will it be? Mình để lại của cải, để lại tài sản, để lại tài năng, để lại danh tiếng, có phải là điều tốt nhất cho con em? Will the possessions, the talents, or the reputations that we leave for our children, will those things are the best things that we should leave to our children? Điều tốt nhất mà chúng ta có thể để lại cho con em của mình đó là một tấm gương, một đời sống, một cuộc đời quý trọng Chúa, yêu mến Chúa, tìm kiếm Ngài, và nó sẽ ảnh hưởng đến con em của mình. So the Amen. Best thing that we can leave to our children is the examples of a life that love the Lord, precious Him, value Him, and seek for Him. Rất quan trọng để cho các bậc cha mẹ phụ huynh, các thầy cô cần phải sống một đời sống kính sợ Chúa, vì Đức Chúa Trời đã quyết định rằng người tìm kiếm bao lâu thì Đức Chúa Trời khiến cho người đặng may mắn. So it's very important for us as teachers and parents to really seek for the Lord, because as the Bible says that as long as we seek for Him, He will bless us and give us success. Mục đích mà tôi, vợ chồng chúng tôi cho con của mình đến trường học này không phải để học tiếng Anh,
không phải để học tiếng Hàn. The purpose I send my children, my daughter here is not because for her to study English or Korean. Mặc dù là rất là tạ ơn Chúa là tại nơi đây các con được học tiếng Anh, tiếng Hàn rất tốt. Of course, we thank God that in this school they can study English and Korean very well. They have a very good chance to study those languages. Mục đích chúng tôi cho con của mình đến học tại trường ở tại nơi đây vì ở tại nơi đây có một cái hệ thống giáo dục để dạy dỗ con em của mình kính sợ Chúa, yêu mến Ngài và tìm kiếm. The purpose, the real purpose I send my daughter here because in this school we have a really education system which teach our children to love the Lord and seek for the Lord, love His word. Nếu mà tìm kiếm để học tiếng Anh, tiếng Hàn ấy, thì thực sự là không phải chỉ là tại nơi đây dạy tiếng Anh, tiếng Hàn phải không ạ? Mà còn ở ngoài kia rất nhiều trung tâm khác dạy tiếng Anh, tiếng Hàn. When our children to study English or Korean, it's not just only in this school we can do that because outside there, there are many other centers that can teach them English and Korean. Nhưng hiện nay ở tại Hải Phòng của chúng ta, đây là nơi duy nhất có hệ thống giáo dục dạy con em của chúng ta yêu mến Chúa, tôn trọng Chúa, tìm kiếm Ngài. But really now in our city in Haiphong, this is the only school that can teach and that will really does teach our children to love the Lord, fear the Lord. Đó là mục đích của tôi là con của mình học tại trường này. Vì chúng tôi hiểu được rất rõ, thế người tìm kiếm Chúa bao lâu thì Đức Chúa Trời quyết định ban phước cho người may mắn. So that's the main the purpose I send my daughter to this school because I really understand that as long as she or the other children seek for the Lord, He will bless them and He will give them success. Tôi còn nhớ là lần đầu tiên mà trường tổ chức học ở cái căn nhà mà cái gì đô thị mới ạ, ở gần đây đấy, thì cái căn phòng đó rất là nhỏ và cô Hà thì Dũng thì cứ băn khoăn làm sao có thể cho con mình có một cái nơi rộng rãi hơn và có một cái nơi thoáng mát hơn, tốt đẹp hơn. Đó là tấm lòng của thầy cô. Nhưng mà tôi có nói với thầy cô rằng là thực sự là nếu để cho con anh học cả đời ở cái phòng nhỏ này cũng được, anh cũng chẳng có ái ngại gì cả. I still remember the first time when the school first opened that we was in a very small rooms and teacher Hoa and Dũng just wonders that if they can have the bigger one place for the children. But I told them that even though my daughter will have to study in these rooms, small rooms, the whole life is okay. Vì cái mục đích của chúng tôi không phải để tìm kiếm một cái cơ sở vật chất to hơn, nhưng mục đích của chúng tôi đó là tìm một nơi mà có thể dạy con em của mình yêu mến Chúa, quý trọng Ngài. Our purpose is not to seek for a larger or beautiful, more beautiful place, but it's the purpose is to help our children to love the Lord, fear the Lord, and seek for the Lord. Đây là điều rất là quan trọng, bởi vì chừng nào con của chúng ta tìm kiếm Chúa, thì chừng đó Đức Chúa Trời quyết định ban phước cho nó may mắn bấy lâu. This is very important because as long as our children seek the Lord, the Lord decide to bless them, give them success. Có thể trường thiếu cái cơ sở vật chất này, thiếu điều kiện kia, với chúng tôi không sao cả. Miễn là trường vẫn duy trì cái mục đích đó là khiến những người con em này của mình trở nên người kính sợ Chúa và tìm kiếm. Maybe the school still lack of many other material things and good tools, but it's okay as long as the school still keep their purpose of teaching our children to love the Lord, love His word, and seek for Him, fear Him in their life. Vì thế các con em của mình chừng nào còn tìm kiếm Chúa thì chừng đó Đức Chúa Trời còn ban phước cho chúng ta. Because for our children, as long as our children still seek for the Lord, He will still bless them and give them success. Là mong ước rằng là không chỉ tôi, và vợ chồng chúng tôi và tất cả các bậc phụ huynh đây, chúng ta không có đặt nặng quá về thành tích học tập của con mình. So hopefully it's that not just me but all our parents here, we are not very heavy burdens about our children's academic achievement. Lát nữa các con sẽ lên đây, có người sẽ điểm cao, có người điểm thấp, có người được nhiều bằng khen, có người được ít bằng khen. Later the children will come here, they will have some certificate, some have more, some have less. Nhưng mà đó không phải là điều quan trọng và đó cũng không phải là điều để chúng ta cần phải quá lo lắng làm gì. Some has high score, some has low score, but that's not the most important and that's not the most important things that we need to worry about. Nhưng điều chúng ta cần phải lo lắng đó là làm sao có thể giúp được cho con em của mình có cái tấm lòng tìm kiếm Chúa. But the things that we should concern about is that how can we help our children to have a heart that pursue the Lord. Vì hãy các con tìm kiếm Chúa bao lâu thì Đức Chúa Trời sẽ quyết định ban phước may mắn cho cuộc đời con em của mình. Because as long as our children decide to seek for the Lord will decide to bless them and give them success. Mỗi chúng ta ở tại nơi đây
quyết định tìm kiếm Đức Chúa Trời của mình bao lâu, Đức Chúa Trời sẽ quyết định ban phước cho chúng ta bấy lâu. And also for each of us here as well, as long as we decide to seek for Him, He will decide to bless us and give us success. Ngừng tìm kiếm Chúa, phước hạnh may mắn của Ngài ngừng lại trên cuộc đời. And if we stop seeking Him, then His blessings and His success will also stop to pour in our life. Tiếp tục tìm kiếm, đeo đuổi, yêu mến, quý trọng Chúa, phước hạnh của Chúa lại tiếp tục trở lại với cuộc đời của chúng ta. But if we keep pursuing Him, love Him, then His blessings will also come back to our life. Bây giờ chúng ta sẽ nhắc nhở nhau nhé, với mỗi một người bên cạnh. Chúng ta sẽ nhắc nhở nhau rằng là anh chị em tìm kiếm Chúa bao lâu thì Đức Chúa Trời sẽ khiến cho anh chị em may mắn bấy lâu. Em nhớ điều đó là tin Chúa không đủ, quan trọng đó là có tình yêu này, yêu mến này. Anh chị em tìm kiếm Chúa bao lâu, bấy lâu Đức Chúa Trời sẽ ban phước may mắn. Thank you so much.